cơm xong chưa, em đói bụng quá anh Lý ơi. Rồi xong rồi, trời ơi nấu có chỉ cơm 2 tiếng mà là lâu quá. Mắc mớ gì mày đặt hôm nay nấu nướng đồ, mua bả cơm hộp ăn cho lẹ còn đi học nữa trời ơi. Em định đặt cơm rồi đó, mà nói anh có món mới, anh phải trổ tài cho mình coi. Đây, màn gì á? Món gì đây? Cơm chiên cá khô mặn. Món gì đâu nghe tên thấy quặn quá vậy? Quặn gì? Món mà phải quặn tao mới nấu chứ, món không quặn người ta nấu rồi tao đâu nấu đâu. Ê, khoan. Gì vậy? Làm thủ tục. Thủ tục gì nữa? Làm gì vậy? Chụp hình cúng Facebook. Má ơi, mày cúng cho nó ai coi, Facebook mày có ai đâu like. Hôm nay làm được món mới, thật là vui. Ê, trong nhà này mấy đứa nít luôn. Tôi khổ quá mà. Hi hi. Rồi ăn được chưa? Có người like rồi, ăn được coi. Mà sao nhìn cái món đơn giản vậy thôi, tao mua đại cơm hộp, cơm sườn tao ăn còn ngon hơn nữa. Cơm sườn. Quan trọng là nhìn lên thì đơn giản, như làm không có đơn giản, thử bữa nào mày làm đi biết. Ăn thử đi, cho tao cái feedback. Vị lạ nha. Cơm thì dẻo dẻo dai dai nè. Mà như cái vị cơm nó hơi kỳ với mày. Cơm kỳ hả? Ờ. Lần sau không dùng cơm cũ. Gì? Nói gì vậy? Thì tao nốt vô để lần sau có gì tao sửa chữa. Là mày dùng cơm cũ mày chiên cho tụi tao ăn hả? Ủa thí dụ cơm mới thì mất gì phải chiên? Ăn đi mày, ăn đi mày. Ok, cơm cũ chiên thì vẫn được, không sao, chấp nhận được. Mà vẫn cái kỳ kỳ nha. Sao? Cái mùi cá mặn thì ngon nè. Nhưng mà cái mùi trứng nó cũng kỳ kỳ nha. Đúng không? Nó có cái mùi gì á, cái trứng có cái mùi gì á. Cái mùi mùi mà nó có cái mùi gì nó khó chịu á. Mùi lạ. Hay là vô nó lạ lạ mà nó quen á. Lần sau dùng trứng mới. Bà nội mày, mày lấy trứng hư mày cho tao ăn hả? Thì trò chơi nhân phẩm thôi, bây giờ tao nấu xong tao mới biết hên hay xui chứ. Thì bây giờ ai mà biết trứng hên hay xui. Mày chỉ mất dạy vừa thôi chứ. Thà mày nấu ăn đàng hoàng, mày nấu vừa tôi ăn vô bị ngộ độc thực phẩm sao? Tất cả mọi công đoạn tao nấu đều đàng hoàng, chỉ có nguyên liệu là không đàng hoàng. Bây giờ tao mới biết tao ghi vô nè, lần sau tao mệt quá dùng trứng mới. Mày cho đợi vậy ăn giùm tao cái đi, ăn thì vô lấy ngỡ đầu bụng chịu không nổi đâu. Ý đó, ăn hết đi, đã nấu rồi tự nhiên ngon đợi. Thôi đồ thiêu vậy ăn gì? Thiêu nào thiêu? Cá mặn ngon. Cá mặn chứ con mới biết khi ăn có được đâu. Lựa ra ăn cá đi, còn cơm với trứng để lại. Không, mày order đồ ăn thấy ra đâu thì tao không ăn nữa. Nè mày lựa ra nè. Order đi, móc điện thoại ra order cho tao. Thôi đi đặt cơm em ăn đi chứ mày không nổi. Anh cả mới tới. Mấy đứa đang ăn cơm hả? Dạ đúng rồi. Trời anh mới lãnh lương tính qua mời mấy đứa đi ăn nè. Được. Anh cả ngồi đây mình bày coi là mình đi ăn gì. Nghĩ là chắc là giờ đi ăn lẩu đi, ăn lẩu ăn đồ nướng, ăn mấy thịt nướng đồ ngon. Ừ ngon. Ủa, em mới nấu. Anh cả thử đi. Ôi, nhìn ngon vậy. Ngon lắm. Anh cá, em nói nghe nè anh cá. Hay là thôi mình để cái này tí mình về mình ăn sau đi. Đúng rồi. Đi ăn lẩu ăn đồ nướng chứ này ăn giờ nó hơi lỡ cỡ anh cá. Em nghĩ là không mấy anh đừng thử mình chừa bụng đi chứ mình ra quán mình không ăn được mấy món khác á uổng đâu. Đúng rồi anh cá. Lần sau không nấu cho hai thằng này ăn nữa. Mày. ăn đi anh. Thôi đang thử coi cái tài nấu nước của anh Lý coi làm sao nè. Ăn vô bị gì đừng trách tụi em nha. Coi. Thử đi sư huynh. Chỉ có sư huynh mới hiểu đệ thôi. Cơm chiên nửa vừa đảo đều tay, hạt gạo không bị dính vô nhau, ăn vừa mềm vừa giòn. Trứng hòa quyện vô cơm ốc là một mùi cơm chiên trứng thiệt là tuyệt hảo. Cá mặn vừa dai vừa thơm ăn với cơm chiên trứng đúng là perfect. Gia vị rất là vừa, tiêu bốc thêm một mùi thơm, đây đúng là một dĩa cơm ngon nhất trong thiên hạ anh từng ăn. Thấy chưa sư huynh? Chỉ có một mình sư huynh là đủ trình độ để nhận biết được những tác phẩm nghệ thuật của đệ thôi. Hang này bỏ đi. Anh, mình ăn gì đủ rồi, mình ăn nhẹ thôi. Bây giờ chắc là mình phải đi ăn lẩu chứ mình mới lãnh lương mà, mình ăn mấy cái đó mới ngon. Trời ăn cái gì nữa em? Ăn gì nữa? Ở nhà có cơm chiên tuyệt phẩm như vậy em không ăn, đi ra ăn mấy cái món tầm thường ở ngoài. Đây, để anh ăn hết cái dĩa cơm này coi như là không phụ lòng đệ.
Không sư huynh. Không sư đệ hả? Vậy là mình không đi ăn nữa luôn hả? Để ăn chứ huynh. Vô. Vô. Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba anh em tình lý luôn tranh đua nhau. Hợp thức được hai tôi chính là một người tên thơ. Luôn tranh đua là chuyện bao đồng.